Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà phân phối nhạc cụ uy tín với những sản phẩm chất lượng và giá cả phải chăng thì Minh Phụ Music sẽ là sự lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay đội ngũ nhân viên xin gửi đến anh em video đóng gói piano Artesia Performer và quà tặng cho chuyến hỏa xa đến với đại lý tại Hà Nội. Nào chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Các bạn đang cùng mình có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân. Nhân viên đang tiến hành đóng gói các phần quà tặng dành cho khách hàng khi mua piano. Đó chính là ghế piano cao cấp số lượng lớn được Minh Phụng nhập về với kiểu dáng hiện đại, màu đen sang trọng và thiết kế vô cùng chắc chắn. Lần lượt 4 chân ghế sẽ được quấn ni lông giúp chân ghế không bị hư hỏng chóc sơn, làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ của ghế. Sau khi bọc ni lông, ghế sẽ được cố định bằng băng keo. Cuối cùng sẽ kiểm tra tổng thể trước khi ghép hai ghế thành một khối và bọc nhiều lớp ni lông dày chắc chắn nhằm tránh ẩm ướt do mưa lẫn chảy xước. Xe tải cho chuyến đi đến đại lý đã tới. Mời mọi người cùng theo nhân viên mang nhạc cụ lên xe nhé. Đang vào quà tặng đang được bên mình truyền tay với nhân viên nhà xe lần lượt để vào thùng tải. Đây là kiện chân đàn đã được bên mình đóng gói cẩn thận từ trước. Vì số lượng hàng nhiều nên nhân viên nhà xe đang sắp xếp lại hàng trong thùng tải để đủ đổ trống đem Artesia Performer vào xe nhé. Lý do piano nhà Artesia luôn cháy hàng tại Minh Phụng Music là gì? Tìm hiểu với mình nhé. Đàn với 88 phím trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn. Tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Đàn vẫn được trang bị các tính năng cần thiết trên một piano điện với metronome, đếm nhịp, expo, tăng giảm tông, lead chỉ bàn phím, bộ xử lý tín hiệu số DSP, tăng thêm độ chân thực của âm thanh, cổng kết nối USB MIDI, kết nối đàn với máy tính bảng và điện thoại di động, cổng tai nghe để chơi mà không phiền mọi người xung quanh, cổng sustain pedal và jack cắm stereo layout cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Đàn có hai màu cho các bạn lựa chọn là trắng và đen. Minh Phụng Music luôn dành cho các đại lý đối tác nhiều chính sách hợp tác và kinh doanh với nhiều quyền lợi và ưu đãi đặc biệt, được rất nhiều đối tác tin tưởng và khen ngợi. Các sản phẩm nhạc cụ mà Minh Phụng Music phân phối luôn có chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý, chế độ bảo hành hấp dẫn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho khách hàng. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.